Thưa quý vị, những ngày qua, 5 phường trên địa bàn quận Sơn Trà thực hiện việc phong tỏa cách ly y tế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Nhìn chung, tất cả người dân trên địa bàn đã chấp hành nghiêm quyết định của Ủy ban Nhân dân quận. Tất cả ở yên trong nhà, gia đình cách ly với gia đình, tổ dân phố cách ly với tổ dân phố. Quận Sơn Trà và chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, các hội đoàn thể cũng như các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn quận, thành phố đã và đang nỗ lực hết mình nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và cung ứng lương thực thực phẩm, các nhu cầu thiết yếu cho người dân trong vùng cách ly. Từng bước giúp họ ổn định cuộc sống, yên tâm phòng chống dịch. Sáng nay tại phường An Hải Bắc, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố và các doanh nghiệp đã vận chuyển lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ cho người dân. Việc vận chuyển hàng hóa này đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Đợt này, các doanh nghiệp hỗ trợ 160 suất quà cho người dân tại các tổ 44, tổ 47 và tổ 48 phường An Hải Bắc với tổng kinh phí là gần 30 triệu đồng. Mỗi suất bao gồm 1 vỉ trứng, 5 kg gạo và 1 bao rau củ quả, hàng hóa đều chất lượng và an toàn. Riêng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đợt này hỗ trợ hơn 700 suất quà với tổng giá trị trên 90 triệu đồng và Hội Cựu chiến binh thành phố đã hỗ trợ 200 suất quà, mỗi suất bao gồm rau củ quả với tổng kinh phí là 20 triệu đồng, được trích từ quỹ vận động của hội. Sau khi đã nhận đầy đủ hàng hóa, các tổ dân phố, Hội Cựu chiến binh phường theo danh sách đã kê khai trước đó đến từng nhà để trao hỗ trợ lại cho người dân. Trong thời điểm này, ai nấy nhận được suất quà như thế đều cảm thấy vui mừng và ấm lòng. Là hôm nay tôi được biết cái tin này thì rất là phấn khởi, rất cảm động, biết là phường và các cấp đã ủng hộ cho nhân dân các cái thứ cần thiết trong gia đình. Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn phường, cảm ơn địa phương đã tạo điều kiện giúp đỡ cho chúng tôi. Còn tại phường Nại Hiên Đông, kể từ khi có dịch bệnh COVID-19 xuất hiện trên địa bàn, các thành viên trong ban cứu trợ thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nại Hiên Đông đã hoạt động không kể ngày đêm. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, các thành viên còn tổ chức tiếp nhận lương thực thực phẩm để hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ và người dân tại các khu vực cách ly y tế. Ban cứu trợ họp với nhau để bàn tính phương án làm sao để mà đưa quà đến cho người dân sớm nhất, lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm đến cho người dân sớm nhất trong cái điều kiện có thể. Thì ngoài ra thì cũng phải xử lý qua thông tin Facebook của phường và các thông tin phản ảnh cá nhân để tạo cái điều kiện cho người dân an tâm phòng chống dịch tại nhà. Để đảm bảo nhu yếu phẩm cho hơn 3.300 nhân khẩu đang ở trong 25 điểm cách ly y tế là điều không hề đơn giản, nhưng với tấm lòng san sẻ yêu thương, theo tinh thần kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các thành viên trong ban cứu trợ đã nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để tiếp sức cho người dân. Mỗi phần quà gồm gạo, mì tôm, trứng, dầu ăn, rau xanh, nếu tính về giá trị vật chất thì không cao, nhưng trong nó lại chứa đựng nhiều tình cảm, tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân cảm thấy ấm lòng trong giai đoạn khó khăn này. Cái việc mà phong tỏa cách ly y tế thì đã gây cho bà con chúng tôi rất nhiều khó khăn, kể cả đời sống vật chất cũng như là tinh thần. Trong những lúc mà khó khăn như thế này mà được những cái món quà rất là giá trị của mặt trận phường thay mặt cho bà con ở ngoài trao tặng cho để động viên bà con. Đây là một nguồn cổ vũ rất lớn để cho bà con chúng tôi cố gắng hết sức mình cùng chống dịch cho nó thành công. Với nhiều hoạt động thiết thực cùng tinh thần trách nhiệm sẻ chia với cộng đồng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường đã và đang đồng hành tích cực với chính quyền và người dân, tạo nên sức mạnh đồng thuận quyết tâm vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19. Trong khi đó, để hạn chế người dân ra đường, tập trung đông người khi đi mua nhu yếu phẩm, các siêu thị tiện lợi Vinmart trên địa bàn phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà đã thay đổi cách thức bán hàng. Theo đó, chuỗi siêu thị Vinmart trên địa bàn phường dừng tiếp nhận và từ chối phục vụ các cá nhân đến mua sắm riêng lẻ tại siêu thị. Khi có nhu cầu, người dân lập danh sách những thứ cần mua và đăng ký thông qua tổ trưởng tổ dân phố. Sau khi tập hợp các đơn hàng trong ngày, tổ COVID cộng đồng sẽ có trách nhiệm đi mua và chuyển đến tận tay người dân. Đây được xem là một quyết định đúng đắn, kịp thời, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc người dân ra ngoài đường, tránh lây lan dịch bệnh.
Về phía các siêu thị, dù những ngày qua nguồn hàng cung ứng có phần hạn chế, nhưng nhìn chung các nhu yếu phẩm phục vụ nhu cầu hàng ngày vẫn đảm bảo, giá cả có tăng nhưng không đáng kể. Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 quận Sơn Trà, quận vừa tiếp tục chi hỗ trợ theo quyết định 3100 của Ủy ban Nhân dân thành phố cho người dân trong vùng cách ly y tế của 5 phường với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Trong đó, chi hỗ trợ cho người dân Nại Hiên Đông là gần 2,9 tỷ đồng, phường Mang Thái 2,7 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, thì quận Sơn Trà đã chi hỗ trợ cho người dân đang thực hiện cách ly y tế tại 5 phường với tổng số tiền gần 11 tỷ đồng. Quận cũng đã tổng hợp đề nghị thành phố hỗ trợ cho 419 trường hợp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh với số tiền hơn 939 triệu đồng. Hiện ngoài 10 tấn rau củ quả huyện Hòa Vang hỗ trợ, quận Sơn Trà cũng đã đặt thêm 50 tấn rau củ quả để hỗ trợ người dân trong trường hợp việc cung ứng chưa đáp ứng kịp.